Thì bên em lại về thêm hai bộ Panasonic PMX90, một trong những dòng máy mà em cũng đã giới thiệu tới các bác rất là nhiều ở trên kênh, một trong những dòng máy với đa tính năng, đa nhiệm và đa phong cách, có thể giải quyết được rất nhiều cái yêu cầu chơi nhạc của các bác ở Việt Nam, cũng như là giải quyết được rất nhiều cái gu nghe của các bác, kể cả về những cái dòng nhạc bolero trữ tình, hay là dòng liên khúc, hoặc dòng organ, hoặc dòng EDM nonstop và cả vocal nữa. Bộ PMX90 này thì là một trong những cái bộ sản phẩm mà trong cái dòng Panasonic PMX của hãng thì Phantom Audio là cái sản phẩm bán chạy nhất, vượt xa cả những cái số lượng của PMX100 và 150. PMX90 thì sở hữu một cái đường vào quang học optical huyền thoại đã tạo lên cái tiếng vang cho cái thiết bị này. Và cũng rất là đáng tiếc khi mà những cái sản phẩm cao cấp hơn của Panasonic lại không được trang bị một cái đường chơi như thế này. Với cái sự phổ biến của Smart TV, với những nguồn nhạc từ Spotify hoặc là từ YouTube, thì cái đường quang học từ TV xuống vẫn là một trong những cái sự lựa chọn mà rất nhiều khách hàng tại Việt Nam rất là quan tâm.
BMX90 ngày hôm nay bên em về hai bộ hàng đẹp xuất sắc kèm phụ kiện zin, mức giá của máy là 8.500.000 một bộ. Thì hiện tại em đang có hai bộ trong khung hình video đây. Bạn nào quan tâm tới hai thiết bị này có thể liên hệ tới đầu số bên em để chốt đơn. Ngoài ra thì bên em cũng có hàng thùng xốp với cái mức giá nhỉnh hơn là 500.000 là 9 triệu các bạn nhé. Trước đây em đã đăng tải trên kênh. Đây là hai bộ PMX90 hiện tại đang có hàng với hình thức là đẹp xuất sắc, đầy đủ phụ kiện. Thì với một bộ khi mà bán ra thì chúng ta sẽ có một ampli và một cặp loa Buxel với 3 đường tiếng. Phụ kiện thì sẽ bao gồm khiển zin, dây nguồn cũng như dây loa. Và các bác sẽ có một chiếc đầu máy ampli với tích hợp Bluetooth, USB, giải mã TV, USB đắc từ máy tính sang. Nói chung là không thiếu một tính năng gì cả các bạn nhé. Đây là chiếc ampli của PMX90. Thì các bác cũng nhìn thấy nó cũng không khác gì với cái dòng phiên bản từ 70, 80 cho đến 90. Sở hữu một cái thiết kế màu bạc nhôm phay xước rất là đẹp. Và cái suộc chơi của nó tích hợp luôn ở trên chiếc ampli này. Ngõ vào CD, ngõ vào USB giải mã tín hiệu lên tới DSD 5.6. Cần gạt bass jack được bố trí ngay ở mặt trước. Nút pairing Bluetooth và cụm điều hướng phím chơi play suộc vào cũng như tăng giảm âm lượng. Ở trên PMX thì sẽ có tính năng D-Bass, một trong những tính năng độc quyền của hãng, tạo nên một cái tiếng bass rất là tốt. Và cái đặc trưng của cái dòng Panasonic đó là cái củ bass của loa thì sẽ là 14cm và gân cao su cực dày và chắc khỏe, bass xuống rất là đầm tiếng các bạn nhé. Trung âm đường kính 2cm dạng dôm, chép đường kính 1cm. Đây là phía trên từ PMX90 nhìn xuống, chúng ta sẽ có một con ampli cực đẹp cũng như là một cặp loa đẹp xuất sắc. Một bộ phụ kiện của PMX90 thì sẽ bao gồm một khiển zin này, một cặp dây loa và một dây nguồn cũng như AM sóng của AM FM. Cái anten thu sóng của AM FM ở trên con này thì nó cũng phát huy gần như là cũng rất là tốt, tại vì là bộ này thì nó sẽ có FM đến tần số 1.8 luôn, full sóng luôn các bạn nhé. Phía sau thì chúng ta sẽ có ngõ vào từ máy tính này, ngõ vào quang học và một ngõ vào AUX nữa để các bác kết nối các thiết bị khác. Cặp loa thì sẽ có cái trở kháng là 3 ohm và công suất là 60W. Cả hai bộ sản phẩm đều rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy này, cực đẹp luôn, sản xuất năm 2019 hết các bác nhé. Về bộ này thì không gian chơi nhạc em có thể đánh giá cho nó sẽ đáp ứng tốt cho các bác ở nhu cầu khoảng 25 đến 30 m². Và những cái ngõ vào tín hiệu thì các bác sẽ chơi từ CD, USB, Optical với đường vào quang học này. Rồi USB đắc từ máy tính sang cũng như ngõ vào analog in. Ngoài ra thì có một kết nối rất là quan trọng, đó là cái lối Bluetooth không dây các bác nhé. Có cả Bluetooth luôn. Bộ này thì cũng gọi là không thiếu một cái kết nối gì. Ngoài ra thì cái dòng nhạc mà nó có thể đáp ứng được cho các bác thì gần như nó chơi được tất cả các dòng nhạc các bác nhé. Thì vì các bác thấy đó là những cái dòng nhạc nhiều bass thì nó cũng đã hỗ trợ tối đa ngon nghẻ rồi, thì những cái dòng nhạc như trữ tình, bolero thì nó sẽ rất là đơn giản thôi. Mức giá của máy là 8.500.000, khi mà bán ra em sẽ tặng kèm cho các bác hai CD test cũng như là một cáp quang với độ dài là 1.5m để các bác có thể kết nối các bác nhé. Hiện tại thì bên em đang có hai bộ hàng không thùng xốp đẹp xuất sắc với mức giá 8.500.000. Còn có một bộ thùng xốp thì mức giá là 9 triệu. Nói chung có 3 sự lựa chọn để các bác có thể quan tâm. Đang quan tâm tới một trong 3 bộ sản phẩm PMX đang có hàng tại Thanh Tâm thì các bác có thể liên hệ tới số hotline của bên em. Vừa rồi làm có chuyện tình.
trong người, cầm tay súng tòng quân tươi tươi. Tới Panasonic PMX90 có thể liên hệ tới một trong hai số hotline của Thanh Tâm để mua hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.